Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, bây giờ hai bạn giới thiệu về mình nha. Bạn nữ giới thiệu trước đi nè. Dạ, em xin chào chị Tường, em chào anh Linh, em chào quý vị khán giả. Em chào bạn nam, em tên là Võ Quế Hương, em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là nhân viên pháp lý, nhưng mà hiện tại thì em đang trong thời gian tìm kiếm công việc mới và quê em ở Gia Lai. Rồi, mời bạn trai. Em chào anh Kiều Linh, em chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Chào bạn nữ bên cạnh nha. Em tên là Nguyễn Thanh Tùng, năm nay em 25 tuổi, quê em ở Đắk Lắk ạ. Em đang làm kỹ sư MB tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Làm về điện á đúng không em? Dạ, em làm về phần đường ống với cả là 3D. À, đường ống thì các khu công nghiệp này kia đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của hai bạn? Điểm mạnh của em là một người có sống có trách nhiệm. Em rất là dễ ăn và ăn cũng nhiều luôn. Ví dụ như là em rất thích ăn chân gà, có thể mua nguyên vị chân gà em luộc được một mình em ăn hết cũng được. Trong bữa cơm thì nếu như mọi người ăn xong hết thì em thường là đứa ăn cuối cùng để ăn hết những gì còn lại. À, vậy đó hả? Cái điểm lớn nhất của em là em làm cái gì cũng lâu hết, trừ đi với nói ra. Thôi, do tính em hay tiểu tiết, em hay để ý tới mấy cái thứ chi ly ấy, thì nó làm gì cũng lâu. Bạn trai, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là em hiền, có thể sống tự lập được. Em biết nấu ăn mà. Em không hút thuốc, không nghiện bất cứ thứ gì. Em cũng ăn nhiều. Em đi siêu thị em mua gà về là em chiên một mình em ăn hết luôn. Rồi. Sai vị gì đâu, sai mình miếng gà luôn hả? Em có thích ăn chân gà nữa. Về dành nhau dữ lắm luôn ha. Hợp ghê luôn. Nếu mà ngồi ăn á thì em sẽ cũng ăn từ đầu bữa đến cuối bữa luôn, không sót tí gì trên bàn. Trời ơi, đừng có dành ăn với nhau nha. Bây giờ hai bạn giả tỷ về cái nồi chân gà ngon quá, ai nhường ai? Bây giờ thí dụ giờ có 10 cái cặp chân gà. Dạ. Bạn trai ăn mấy cặp, bạn gái ăn mấy cặp? Em sẽ ăn 4 cặp, còn lại để xem bạn nữa ăn được, nếu không ăn được thì em sẽ ăn hết. Em yên tâm đi, bữa nay em quất sạch 6 cặp. Thấy chưa? Trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, em chưa trải qua mối tình nào. Từ hồi xưa đi học tới giờ luôn? Dạ, chưa. Hồi xưa em nói em làm trong pháp lý đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi trong cơ quan cũng không có ai để ý hả? Dạ, cho cái đặc thù nghề nghiệp của em ấy chị, là chuyên về luật thì nó hơi khô khan. Với cả cái công việc của em là mình đảm bảo cái quy trình của các bộ phận cho đúng. Thì giống như là mình sẽ là người giám sát các bộ phận khác thì rất là để khó có một cái mối quan hệ ở ngoài luôn. Có nghĩa là tới giờ này mình chưa có nụ hôn đầu luôn. Dạ đúng rồi. Từ hồi tôi tham gia, tôi làm MC chương trình mà mới hẹn hò, tôi mới phát hiện ra rất là nhiều bạn nam bạn nữ, tuổi cũng tương đối mà sao chưa có nụ hôn đầu. Bên kia sao im ra? Dạ em thì có một mối tình chính thức khoảng 2 năm. Ban đầu thì em có đưa bạn nữ về nhà, xong rồi bố mẹ thấy không hợp, nên là bố mẹ nói, nên là bạn nữ thấy buồn, nên bạn nữ quen người mới. Hả? Rồi sao kỳ vậy? Thì lúc mà em phát hiện ra thì là bạn nữ đấy đã quen bạn đó là 1 năm rồi. Ủa là bạn đó giấu em quen người khác 1 năm mà em không phát hiện luôn hả? Dạ, mỗi lần bạn đi chơi thì bạn chỉ nói là đi với bạn thôi. Nên là em cũng kiểu tin tưởng á. Trời ơi, đúng là con trai khổ thiệt. 12 bến nước. Thôi. Thôi, bây giờ mình bỏ qua những cái điều đó đi ha. Bây giờ bạn nữ là chưa có mối tình nào nè. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em mong muốn tìm một người cầu tiến và có trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Và đặc biệt là không gia trưởng và biết tiếp thu ý kiến của người khác, chứ không kiểu là áp đặt cái quan điểm của mình cho người khác quá nhiều. Em hỏi thử bạn trai bên kia có tính gia trưởng không? Dạ, cho em hỏi là anh có gia trưởng không anh? Không đâu bạn. Bạn trai bên đây hiền lắm em. Một người rất là tình cảm luôn đó. Vậy mẫu người lý tưởng của em là sao em trai? Dạ em muốn một bạn nữ hiền, cao 1m52 trở lên, biết quan tâm, chia sẻ, biết lắng nghe. Rồi anh nghĩ rằng chắc không khó đâu. Anh qua anh coi đàn gái coi có giống những gì quan điểm của em đưa ra không? Dạ chào anh. Chào em gái dễ thương. Nãy giờ chàng trai đưa ra thì mình nhắm mình được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ em nghĩ chắc cũng tầm 80-90. 80-90? Đàn ông hơi nhút nhát chút, em có lo lắng gì không? Thật ra thì cái đó em không quan trọng. Em quan trọng là tính cách con người thôi. Sống chân thành là tốt rồi. Khoảng bao lâu thì em đồng ý cho bên đàn trai bước tới? Hiện tại thì em cuộc sống của em cũng nhiều điều nó cũng chưa ổn định. Thì em hy vọng là có thể tìm một người đi cùng mình. Đến khi nào mà hai bên thật sự sẵn sàng về tài chính lẫn tinh thần thì sẽ tiến tới hôn nhân.
Được. Kiểu như mình cũng phải có định hướng, ví dụ như là 1 năm, 2 năm, 3 năm thì dạ. Em muốn bao lâu? Dạ thì em tầm khoảng 2 năm. Cũng hơi đẹp trai. Cao to ha. Ừ. Được. Tóc ai thiết kế cho em kiểu này vậy? Thôi mình đến vé luôn thử coi nó đẹp trai hơn không? Đó. Mạnh mẽ lên xíu sao thấy nhẹ nhàng quá vậy? Lấy nhau mình sẽ ở đâu? Hiện tại thì em đang định hướng là lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Để bụng lâu quá, ví dụ như hai người cãi nhau ấy, em sẽ luôn luôn là người chủ động làm lành, nhưng mà em không muốn là nếu bạn nữ giận lâu quá hay cầu nhau. Thì có điều gì cái hai bạn phải chia sẻ với nhau? Dạ. Thì thấy là hai bạn cũng được, cũng trùng khớp là quê đều ở Gia Lai, Đắk Lắk đúng không? Dạ đúng. Mình có khi nào mình nghĩ mình về quê lập nghiệp không? Tại vì cái nghề nghiệp của em thì ở đây sẽ tốt hơn. Rồi, bạn nữ thì muốn cố gắng thêm khoảng 2 năm nữa ổn định sự nghiệp rồi mới đám cưới. Em thấy thời gian nó phù hợp không? Nếu mà đã xác định đến với nhau rồi thì 2 năm không thể phải vấn đề quá lớn với em. Rồi, chị thấy vậy là cặp này được đó. Em chào đi với ai? Dạ, em đi với em gái. Cháu xin chào chú Quyền Linh và chào cô Cát Tường ạ. Theo như em thấy thì chị gái đây rất là xinh xắn, cười rất là dễ thương ạ. Chị Hiền, chị rất là giản dị, rất là lý tưởng trong gia đình đấy ạ. Còn chị yên tâm về phần anh trai của em. Anh trai em rất là hiền lành, là một người rất là vui vẻ hòa đồng. Và đặc biệt là anh ấy rất thích là nấu ăn ạ. Đặc biệt là món chân gà xào xả tắc đấy ạ. Trời ơi. Được chưa em? Chân gà xào xả tắc. Nói tôi còn thèm nữa nè. Có người làm chân gà ăn rồi. Mấy mốt làm ké cho tôi với anh Quyền Linh một thao luôn nha. Rồi bây giờ bạn gái đi với ai nè? Dạ em đi với các bạn ở trong nhà. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng khán giả trường quay. Và xin chào anh. Em cùng nhà cùng với chị Hương thì gọi ngắn gọn là em trai mưa em nuôi. Ở cùng nhà thôi mà anh yên tâm, không có làm gì đâu. Mỗi người mỗi phòng thôi mà. Ngay từ lúc bước vào hay là cách anh nói chuyện thì em thấy anh là một người hiền lành, điềm đạm. Nói chung là khá giống em đó chị. Em thấy hợp đó. Còn đối với chị thì cũng như chị nói mới nãy, ưu điểm, khuyết điểm của mình hết rồi thì đi nhanh, nói nhanh. Rồi ăn thì chậm, nói chung là ăn chậm nhất nhà. Cho nên lời khuyên cho anh là mỗi buổi tối thì anh nên nán lại với chị một tí. Rồi để rửa chén. Trời ơi, để rửa chén rồi. Cảm ơn anh trai. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt. Bắt đầu. Lần đầu gặp thì anh thấy em là khá là dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Hiện tại em đang tìm việc mới đúng không ạ? Dạ đúng rồi, em đang ở quận 7 và đang tìm việc mới. Thì em thấy anh thế nào ạ? Dạ thì qua nhận xét của mọi người rồi nãy giờ cái giao tiếp với anh thì em thấy anh là một người hiền lành và nhìn chân thật. Dạ và quan trọng là anh cao hơn em. Ở đây thì cũng lần đầu gặp mặt nhưng mà anh cũng thấy là có cái có một chút gì đấy với em á, nên là ở gặp nhau ở đây là cũng một cái duyên. Nếu như em mà đến được với anh ấy thì anh sẽ cố gắng để chăm sóc cho em cả suốt đời. Bạn gái có những yêu cầu gì về gia đình hay không? Dạ về phía em thì em khẳng định luôn em không phải là người hoàn hảo, em có rất nhiều khuyết điểm. Nếu như mà lại xác định tiến tới hôn nhân trong cuộc sống gia đình thì em sẽ cố gắng hết sức để mà vun vén cho gia đình của mình. Anh có một bài hát tặng em. Rồi mời em. Sẽ luôn là người yêu em, sẽ luôn là vòng tay ấm mềm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Dễ thương quá. Có thời gian suy nghĩ thật kỹ và hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Bấm nút là đồng ý hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân hai bạn nhé. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi, nắm tay nhau nào. Cô gái rất là dễ thương mà chàng trai cũng dễ thương nữa. Hai bạn rất là hợp lý luôn đó.
Tôi thấy hình như là hai bạn đã gặp nhau ở kiếp nào rồi đó. Nào, hãy hôn nụ hôn đầu tiên trong ngày hôm nay. Dễ thương quá. Thật ra càng nhìn cặp này em thấy càng dễ thương. Xin đôi.